Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 ngày 18 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 7, đoàn công tác do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về công tác chuẩn bị tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 8 năm 2023. Dự cuộc làm việc có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Tại cuộc làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin khái quát công tác chuẩn bị của Lào Cai cho giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 8. Ngay sau khi nhận được công văn của Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy đã tổ chức họp, giao ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu đảm bảo chặt chẽ, khoa học. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đến nay công tác chuẩn bị cơ bản đã được thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các cục, đơn vị của Bộ Quốc phòng tăng cường khảo sát cùng với tỉnh Lào Cai chuẩn bị tốt nội dung, kịch bản, công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần, đảm bảo hoạt động giao lưu hữu nghị thành công tốt đẹp. Trước đó, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã khảo sát thực tế tại một số địa điểm dự kiến sẽ diễn ra hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 8 năm 2023. Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 13. Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Mường Khương đã quyết liệt triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 được tỉnh giao. Kết quả đã có 24 chỉ tiêu đạt trên 70% kế hoạch năm, 9 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 70% kế hoạch. Các lĩnh vực kinh tế xã hội đều duy trì đà phát triển, quốc phòng được củng cố, đường biên mốc giới được giữ vững ổn định, đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kỳ họp cũng chỉ rõ những hạn chế, năng suất cây trồng vụ xuân thấp, tiến độ giải ngân các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm. Trên cơ sở phân tích khó khăn, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch giao năm 2023. Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương khóa 18 đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2021, tuy nhiên mô hình đường biên giới bình yên tại thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường đã phát huy hiệu quả, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Mô hình còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, nêu cao trách nhiệm của người dân cùng tham gia bảo vệ biên giới. Từ khi thành lập, Tổ tự quản đường biên Bình Yên, thôn Tân Tiến duy trì sinh hoạt đều đặn. Thông qua những buổi họp như thế này, các thành viên nắm được nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Từ đây, sự phối hợp giữa lực lượng chức năng với cấp ủy chính quyền, các tổ chức và cộng đồng dân cư thêm chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn xử lý vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới. Tổ tự quản đấy chúng tôi thì luôn luôn phối hợp với lại đoàn biên phòng tuần tra biên giới, cũng như phát hiện ra vận biên trái phép thì chúng tôi cũng báo cáo ngay kịp thời cho lực lượng đoàn biên phòng cùng với cấp trên phối hợp giải quyết. Trịnh Tường có 5 dân tộc gồm Kinh, Mông, Giao, Sáy, Hà Nhì cùng sinh sống. Địa phương có hơn 9 km đường biên giới với Trung Quốc. Những năm trước, một số vấn đề về tệ nạn xã hội, nhất là tình trạng vượt biên trái phép diễn biến phức tạp. Do vậy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bát Sát phối hợp với cấp ủy chính quyền đồn biên phòng Trịnh Tường triển khai mô hình đường biên giới bình yên. Xác định cái vấn đề về liên quan đến biên giới, ổn định về biên giới thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là phối hợp với lại đồn biên phòng cũng như là Ban Chỉ huy quân sự huyện Bát Sát đã phối hợp xây dựng đường biên giới để bình yên. Hiện tại thì đã là tương đối là ổn định vì cuộc sống của người dân bắt đầu là thay đổi. Với cách làm phù hợp, nhất là huy động sự vào cuộc của cộng đồng dân cư cùng lực lượng chức năng tham gia bảo vệ an ninh trật tự biên giới, mô hình đường biên giới bình yên đã mang lại kết quả tốt. Nổi bật là các vụ việc liên quan đến trật tự, tệ nạn xã hội giảm tới 90%. Hiện nay, khu vực biên giới, đường biên, từ 6 tháng đầu năm đến nay là không có các vụ việc vi phạm xảy ra. Trên địa bàn thôn Tân Tiến thì các vụ việc liên quan đến tai tệ nạn xã hội đã giảm 90% so với cùng kỳ. Quần chúng nhân dân trong khu vực biên giới hiểu rõ được vai trò vị trí quan trọng của chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia,
đặc biệt là cái công tác phối hợp và xác định cái vai trò trách nhiệm trong tham gia cùng với lực lượng bộ đội biên phòng để bảo vệ biên giới, phát huy được cái hiệu quả rất là tốt. Không chỉ góp phần phòng chống tội phạm, quản lý bảo vệ biên giới, mô hình đường biên giới bình yên ở Trịnh Tường còn nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư cùng chung sức xây dựng đường biên hòa bình, ổn định và phát triển. Ngày hội Sắc màu Thanh Long lần thứ 2 năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 8. Đây là hoạt động nằm trong tuần lễ văn hóa, du lịch và lễ hội Đền Bảo Hà. Thông qua ngày hội nhằm quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm thanh long ruột đỏ đặc sản của xã Minh Tân, khuyến khích các nhà vườn phát triển vùng trồng thanh long ruột đỏ theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Huyện Bảo Yên hiện có hơn 46 hectare thanh long, tập trung chủ yếu ở xã Minh Tân. Năng suất trung bình đạt 12 tấn một hectare, giá bán trung bình 20.000 đồng một cân. Sau khi trừ chi phí, bà con lãi khoảng 150 triệu đồng một hectare. Với trên 3.000 hectare lúa hè thu, đến thời điểm này, huyện Văn Bàn đã gieo cấy đạt 98% kế hoạch. Trên các cánh đồng, lúa hè thu đang trong giai đoạn bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nắng nóng, khô hạn kéo dài, một số chân ruộng thiếu nước ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy cũng như phát triển của cây lúa. Tranh thủ sau một số đợt mưa gần đây, nước về đầy hồ thủy lợi, hệ thống kênh mương thuận lợi nên các địa phương huy động bà con ra đồng đẩy nhanh tiến độ gieo cấy. Hiện trên các cánh đồng của Văn Bàn cơ bản đã phủ xanh, những chân ruộng còn lại sẽ được bà con gieo cấy trong 2 đến 3 ngày tới theo khung thời vụ. Các dự án giao thông đang được đầu tư nâng cấp và mở mới tạo thuận lợi cho các địa phương phát triển kinh tế xã hội. Những con đường nông thôn mở rộng có sự đóng góp vô cùng to lớn của nhân dân, sẵn sàng hiến những tấc đất tấc vàng. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng tạo được sự đồng thuận cao của các tổ chức cá nhân trong việc đóng góp đất và giải phóng mặt bằng. Tuyến đường từ thôn K8 đi thôn Nậm Sò, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng được khởi công từ tháng 12 năm 2022, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 5 năm 2023. Nhưng đến nay, tuyến đường vẫn chưa hoàn thành. Trên tuyến đang vướng khoảng 150 mét, không đạt độ rộng yêu cầu trong thiết kế mặt đường. Lý do vì phần đất đó do công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng được tỉnh giao quản lý và sử dụng. Chính quyền địa phương đã liên hệ nhiều lần với công ty để xin phép mở rộng thêm 1 mét vào phần đất này. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có sự đồng thuận của công ty. Đối với xã thì chúng tôi chỉ mong muốn làm sao đường thì chúng tôi đã mở. Thế và để thuận lợi cho bà con nhân dân cũng như là việc phát triển của công ty thì chúng tôi mong muốn là chỗ công ty thì cũng tạo điều kiện hiến đất để cho anh em chúng tôi mở rộng cái tuyến đường đó ra để đảm bảo cho cái việc lưu thông hàng hóa cho tất cả mọi người dân cũng như là công ty trên địa bàn. Năm 2023, huyện Bảo Thắng đặt mục tiêu nâng cấp 62 tuyến đường với tổng chiều dài 88 km. Sau 6 tháng đã có 39 tuyến dài 65 km được mở rộng nền mặt đường. Để có được kết quả đó, nhân dân đã đóng góp nhiều ngày công, ủng hộ tiền và hiện vật, trị giá gần 7,2 tỷ đồng. Đặc biệt, nhân dân đã hiến tổng cộng 234.520 m² đất. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng tại nhiều địa phương vẫn gặp những trở ngại và khó khăn. Triển khai trong thời gian tới thì chúng tôi thứ nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền, thứ hai là cả hệ thống chính trị vào cuộc. Với cá nhân phụ trách, tập thể lãnh đạo để phân công tuyên truyền vận động, và đặc biệt càng những công trình về sau này thì càng khó khăn về mặt bằng, nó liên quan những cái công trình và kiến trúc đã được xây dựng từ nhiều năm trước, để cái việc mà tuyên truyền vận động người dân cũng như là xã hội hóa để thực hiện cũng là cái điểm mà chúng ta cần cố gắng nhiều hơn nữa để chúng ta thực hiện tốt. Phát triển đường giao thông không chỉ là một yếu tố quan trọng trong thúc đẩy phát triển của địa phương mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Do đó, cùng với sự đầu tư của nhà nước, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, rất cần sự hiểu biết, đồng thuận của các tổ chức và người dân để đạt được mục tiêu này. Tiếp theo là những thông tin trong nước đáng chú ý. Ngày 17 tháng 7, Bộ Y tế có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có phương án chuẩn bị phòng chống, tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ,
sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra, không để gián đoạn công tác cấp cứu điều trị cho người dân, xây dựng các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão, chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị lực lượng, phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có yêu cầu, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Diện tích tiêu chuẩn về không gian công cộng tại các thành phố trên thế giới là 9m² trên một người. Tuy nhiên, theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, bình quân mỗi người dân thành phố chỉ có 3m² diện tích không gian công cộng. Và trên thực tế, ở các quận nội thành, tỷ lệ này còn thấp hơn rất nhiều. Thậm chí tại khu vực quận Hoàn Kiếm có khoảng 13 vườn hoa, và nếu chia theo đầu người thì mỗi người dân ở đây chỉ có khoảng 0,1m² không gian công cộng. Để làm sống lại các công viên, thời gian tới thành phố sẽ tìm mô hình đầu tư để công viên không còn hàng rào, không bán vé và người dân được thụ hưởng. Tại nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, người dân và các đoàn thể đã triển khai nhiều mô hình nhằm cải thiện tình trạng môi trường trong dân cư. Nhờ đó, những bãi rác đầm lầy đã trở thành vườn rau, vườn hoa và công viên tại khu phố. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, từ khi triển khai thực hiện mô hình biến bãi rác thành công viên, thành phố đã giải tỏa được trên 95% điểm ô nhiễm về rác thải, chuyển hóa 243 điểm thành công viên, vườn hoa, không chỉ là địa điểm dạo mát, tập thể dục mà còn là nơi gắn kết cộng đồng dân cư. Năm 2023, sản lượng nông sản toàn tỉnh Sơn La ước đạt trên 2 triệu tấn, sản phẩm trái cây đạt khoảng 459.000 tấn, tăng 36,5% so với năm 2022. Tuy nhiên, do trùng với vụ thu hoạch của các tỉnh miền Nam Việt Nam và của Trung Quốc, nên việc tiêu thụ xuất khẩu nông sản gặp nhiều khó khăn, giá giảm nhiều so với năm 2022. Hiện Sơn La đang tăng cường quảng bá hỗ trợ, kết nối tiêu thụ vào hệ thống siêu thị, chợ đầu mối tại thị trường trong nước, đẩy mạnh đưa nguyên liệu vào nhà máy chế biến, các cơ sở chế biến nhỏ lẻ trong và ngoài tỉnh, kết nối tiêu thụ qua các kênh phân phối, sàn thương mại điện tử, kênh mạng xã hội như TikTok, Zalo, Facebook. Đồng thời làm việc với các bộ ngành trung ương, các tỉnh để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, nhất là các sản phẩm xoài nhãn đang vào vụ thu hoạch. Bên lề hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết nước này sẽ phối hợp với Ấn Độ để phát triển một nền tảng đầu tư giúp giảm chi phí vốn vay cho các doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi năng lượng ở Ấn Độ. Đại diện phía Mỹ nói rằng hai nước đang tăng cường hợp tác trong một loạt vấn đề từ thương mại, công nghệ tới tăng cường chuỗi cung ứng. Washington mong muốn hợp tác với Ấn Độ xây dựng nền tảng đầu tư nhằm giảm chi phí sử dụng vốn, tăng cường đầu tư tư nhân trong quá trình chuyển đổi năng lượng, thông qua thúc đẩy năng lực cho vay của hệ thống ngân hàng nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu cũng như hỗ trợ các nước có thu nhập thấp. Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh giữa EU và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 7 tại Bỉ, Liên minh châu Âu EU đã cam kết sẽ đầu tư hơn nữa cho khu vực Mỹ Latin và Caribe, cụ thể là mức đầu tư lên tới 45 tỷ euro, tức là khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC khẳng định Mỹ Latin, Caribe và châu Âu đang cần hỗ trợ lẫn nhau hơn bao giờ hết trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và xung đột gia tăng. Bà cho biết EU có kế hoạch đầu tư 45 tỷ euro cho khu vực Mỹ Latin và Caribe trong khuôn khổ sáng kiến cửa ngõ toàn cầu. Trước đó, giới chức châu Âu dự báo hội nghị có thể tạo thêm động lực cho những cuộc đàm phán giữa EU và khối thị trường Trung Nam Mỹ. Văn phòng Kiểm toán Quốc gia của Anh cho biết chương trình xây dựng bệnh viện mới tại nước này đang chậm tiến độ và gây tốn kém. Theo báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Anh, chỉ có 32 trong số 40 bệnh viện xây dựng theo cam kết của cựu Thủ tướng Anh dự kiến hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2030. Báo cáo của cơ quan độc lập giám sát chỉ tiêu công này cũng cho thấy tính đến tháng 3, chính phủ đã chi 1,44 tỷ đô la Mỹ, đồng thời cho rằng chương trình xây dựng bệnh viện mới của nước Anh rất tốn kém. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Y tế Anh khẳng định cam kết chính phủ sẽ hoàn tất xây dựng 40 bệnh viện mới đến cuối thập niên này. Hiện ngành y tế Anh cũng đối mặt với tình trạng bác sĩ đình công.
Giới chức Hàn Quốc xác nhận chính phủ nước này đã khởi động cuộc điều tra vụ ngập lụt đường hầm xảy ra vào sáng ngày 15 tháng 7 tại thành phố Osung, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Theo đó, các điều tra viên đang tập trung xác định lý do tại sao đường hầm này vẫn được phép hoạt động, dù trước đó đã có các cảnh báo nguy cơ ngập lụt. Tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan đều sẽ bị kiểm tra. Sau khi xác định trách nhiệm, các bên liên quan sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật phù hợp, không loại trừ bị điều tra hình sự. Cảnh sát cũng dự định thành lập Ủy ban điều tra đặc biệt để xác định nguyên nhân tại sao lệnh hạn chế giao thông qua đường hầm này không được đưa ra trong bối cảnh diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực này. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.